Cảm ơn Lâm Tới tặng Hồng nhiều thế. Tặng Hồng nhiều là như nào? Tặng Hồng nhiều là như nào? Hả? Ơ. Đi. Lại đi về, đi 80 cây lại đi về. Rồi anh về đâu? Sao này cái kiểu gì đấy không à? Đi về, về nhà man cơ mà. Có làm gì đâu mà về. Đi về, không được. Nói chuyện gì? Yêu thì thả Hồng cho chị đi. Yêu thả Hồng thả tim cho chị thế nào? Cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Cảm ơn Xuân Xuân nha. Xuân Xuân tặng cái gì đấy? Xuân Xuân tặng cái gì đấy? Đâu, tặng nơ rồi. Tặng cái gì? Nghe anh ơi. Cảm ơn đến tặng ngày mới tốt lành. Cảm ơn cả nhà yêu. À, mọi người tặng quà cho cô Thảo Giàn Di đi. Yêu quý tặng hoa. Học tao nha. Ấy, tặng kem kìa. Cảm ơn Xuân Xuân. Lạnh ngày tặng kem ăn đau họng ấy. Mùa đông ăn kem. Vâng. Ok. Em điện vợ em ấy. Cảm ơn Sài Gòn nhé. Tặng kem. À, mọi người yêu quý chị Thảo thì cứ thả tim và chia sẻ nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn 408 anh em đang xem nhá. Cảm ơn em Xuân Xuân nhá. Đấy, chị cứ để ý những người nào tặng người ta hiện lên đây này. Đấy, chị cảm ơn người ta là xong. Đấy, còn những người bình luận này thì nếu không đọc được ấy thì là cảm ơn mọi người. Thế thôi. Đấy, tặng này nó hiện lên chị Xuân Xuân đây này. Cảm ơn Xuân Xuân. Đấy, đơn giản mà. Cảm ơn cả nhà yêu. Đến đâu chưa? Em về làm gì? Nó chuyện gì? Vào đây đi. Tờ thì liên quan gì đến? Cảm ơn Nguyên Thế nha. Ok, em cảm ơn. Cảm ơn cả nhà yêu đã tặng. Cái tặng như thế là cảm ơn nó hiện lên đấy. Anh Nguyễn Thế Văn đấy. À. Thế Văn nhà mình ấy. Thế à, tặng rằng anh được nhiều đấy. Sao mặt mình đỏ thế nhỉ? Má đỏ môi hồng. Hello, cảm ơn anh em đi qua follow nhá. Chị Thảo sinh năm bao nhiêu kìa? Chị sinh năm 78. 87 đi. 87. Chào Thảo buổi tư. Cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. 458 anh em đang xem, anh em lên chia sẻ ca mắt đi. Đấy. Thank you cả nhà yêu. Đôi môi của chị. Chết nhỉ. Em Thảo dễ thương. Cảm ơn cả nhà yêu. Nhìn em rất ngầu. Ok cả nhà yêu. Sao? Âm à? Lành quá cả nhà yêu ơi. Thank you cả nhà yêu. Đây chị của em đây. Chị của em mãi Mộc Châu rồi. Hello cả nhà yêu nhá. Đây ơi. Ok, chào anh em. Chào cả nhà yêu. Cô chào con. Chào mọi người nhá, đấy. Chị của em mãi Mộc Châu rồi đi đấy, anh biết không? Đấy, không khoảng ai được xa xôi đâu. Đấy. Hello các tình yêu. Ok cả nhà yêu. Anh ra chiều mai về á. Chiều mai về đi. Anh em về đâu? Nhớ chiều hôm nay à. Sao người ta không ấy? Tập trung tối hôm nay là ca hát mới nhảy múa, uống rượu, uống chè, anh em giao lưu này. Tối nay chả hiểu cái gì cả. Để quyết chương trình người ta còn nói gì đâu. Gặp rồi uống rượu rồi. Anh đang đâu đây? Đấy, toàn các em của anh. Anh về sớm đi. Toàn các em của anh hôm nay tập trung rồi mà anh lại không về được thì nó đùa, hơi buồn. Hello cả đấy, nhà yêu vui vui thế. Vui lắm không? Đầy đủ hết. À cảm ơn Thư nhá, tặng Hồng nhá. Cảm ơn Thư, cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều.
Đây đang quay ở trong okay, nhà. Ok, cảm ơn cả nhà yêu đẹp của em ơi. Đây. À, yêu quý thì vào nói lời hay tốt, cảm ơn Hoa Bỉ Nga nhá. Đa tông tặng Hồng Hoa Bỉ Ngạn. Hoa Bỉ Ngạn à? Thiếu chữ thì đọc như thế. Chị đẹp lắm, cảm ơn em. Cảm ơn Thanh Nga nhá. Ôi giờ đã tặng Hồng, thích quá. Cảm ơn mọi người yêu rất nhiều. Tùng Tùng, cảm ơn bạn Tùng. Cảm ơn Tùng Tùng nhá. Hello cả nhà yêu. Cảm ơn Thanh Nga nhá. Cảm ơn mọi người yêu rất nhiều cảm luôn. Cảm ơn Thu Trang đã follow nhá. À, đâu follow cảm ơn bạn Tony Khánh nhở. Thank you cả nhà yêu, chị ở đâu vậy? Ơ, cảm ơn Thanh Nga nha, cảm ơn Kem Bi Trần nha. Ok, cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Mọi người tặng chị em con sư tử nha nào. Cảm ơn Phi Long nha, tặng chị em con sư tử nha nào. Mọi người tặng mình hoa nhiều thế nhỉ, hôm nay được nhiều hoa, cảm ơn mọi người yêu rất nhiều luôn. Hello cả nhà yêu, chúc cả nhà yêu thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn Phi Long nha. Thank you cả nhà yêu. Sao mặt mình kiểu gì này? Xin chào tất cả mọi người, chào đại gia đình của U Thảo Trần Di nhá. Chào 474 anh chị em đang xem livestream của Vũ Thảo. Hello Bình Minh nhá. Hello Nguyễn Tuyết. Chào tất cả mọi người. Anh em đi đâu á? Cảm ơn đấy à. Chào cô. Đường ơi, tí quay anh cảnh nhá. Tí ở đây quay cảnh trong quay anh cảnh trong ăn uống luôn cho nhậu nhẹt. Không vạc đâu. Không. Đây ở ông lại để vả thì anh đấy, em gặp nhau mới đi. Trong em lại vả của nó. Mà đây với chị thịt mẹ về à? Đó nó ngang à. Ăn thấy ok. Một đoàn tàu nhỏ tí. Hello cả nhà yêu. Đóng vai đóng em, ngắm mặt đàn em mặc quần này. Anh đã tức tức trường đẹp, đã có những đã quên em. Em anh không đợi. Em trai của anh là mặt em trai của anh là em trai của anh là Tống Đăng lúc nào. Hello cả nhà yêu. Ai yêu quý thì chào lời hay tốt, và không yêu quý thì đừng có chửi mình nhá. Nhá. Nói làm gì? Những ai nói cái gì? Ta không nói chuyện này. Nói chuyện với những người chào. Nói chuyện với những người yêu thương mình thôi. Hết solo các tình yêu. Vỗ. Vỗ tay luôn này. Đấy, chửi đi để mình vỗ tay. Cô chuẩn bị ăn rồi con ơi. Ở đâu đấy? Ở đây, ở nhà đây. Đấy. Cảm ơn cả nhà yêu. Rất cảm ơn Tả và mọi người vui. Cảm ơn cả nhà yêu. Ai chửi mình là mình này còn vỗ này. Này. Đấy, chửi mình là mình vỗ tay nhá. Thank you cả nhà yêu, con chào cô chào con. Vote. Rất thích khi nào. Yeah. Ok. Cô có núm đồng tiền. Hello cả nhà yêu. Sắp tới có ra sản phẩm. Con chào cô chào con. Nhà... em chỉ lên đây nói chuyện vui với mọi người thôi chứ không kiếm tiền hay bán hàng trên cái nền tảng. Chỉ nên nói chuyện vui thôi. Nên là ai đừng có quý mình đấy nha cả nhà. Tặng hồng cho mình chưa nào?
ai quý thì cảm ơn, còn ai không quý thì coi như là không nhìn thấy, bình luận thì cũng không đọc. Không đọc. Cảm ơn mắm bố nha. Ok, cảm ơn cả nhà yêu nha, đã tả tim nha. Cảm ơn chị mắm bố đó. Tặng hoa chị em nhỉ. Ok, thật mạnh mẽ, em chúc chị, ok. Ai của em là chị Hương Yên. Ok, ok. Một ca mắt xem anh em ơi, ăn hết gói bim bim. Ăn bim bim có việc gì không? Không, bim việc cái gì chị. Bim bim thoải mái luôn đi. Ok, cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Dạ. Ngon luôn chị, hết rồi. Vừa xong hết. Bây giờ gu kia thích gu nào, nó đi qua nó nhìn nó ôi nó quay lại. Đấy á. Gọi vào thật phải không? Vâng, gu nó đi qua ôi nó quay xe lại. Nó quay lại nhìn cái. Hãy quay lại, nó chắc quay lại, nó chắc quay lại. Đây vòng thứ 3 rồi. Quay mấy vòng, sắp hết điện rồi. Khỏi có xe về nhà luôn. Bạn gái xinh quá, ok. Tay tỏ. Lạnh lắm cả nhà yêu ơi. Chào tất cả mọi người nhé. Mình quê ở Mộc Châu. Hello cả nhà yêu. Yêu quá. Ok cả nhà yêu. Ở đây đóng vai gì nhỉ? Vai đi tử với chị nhỉ? Bàn thơ thì làm gì? Ai ở nhà ấy nhận được chẳng? À ra đây cái quả khí ngọt. Ra đây quả khí ngọt. Mẹ ai đừng bỏ dở đâu ấy. Thank you cả nhà yêu nhá. Hello cả nhà yêu. Khế đây, khế đây, khế đây, khế ngọt đây. Khế cảnh à? Khế ngọt, khế cảnh đây. Quả nào to thì hái nào. Lấy con dao u mang đi. Có con dao. Khế ngọt, khế ngọt, khế ngọt không? Lấy đi, lấy, lấy. Để chảy đấy, chảy đi. Khế ngọt đấy, lấy dao. Con dao ở cái ngăn ấy, ngăn ở đây. Lấy cái túi, lấy cái túi. Ý ngọt nay mà không ăn. Ăn cái gì? Ăn mía đấy. Hôm nay từ tìm xem con dao ở đây không? Bứt khế này, lấy cái túi đây. Ở đâu là Mộc Châu nổi tiếng ấy nhỉ? Ừ, giờ chuyện. Đâu? Hả? Khế ngọt không? Ngọt lắm. Cô có mang sẵn gì không? Có. Có cả con dao rồi, khổ quá mất. Tìm con dao xem ở đâu cho nào. Dao trong túi đấy. À, dao trong này. Bỏ dâu này ăn nốt đi, xong rồi đưa cái hộp này đây để khế đi. Cảnh như chín thì mình ăn thì sao? Đây. À. Đừng bỏ cái con dao, cái dao này thật đấy. Biết mắt trợn tròn với chị chứ. Sợ thật. Bây giờ. Rồi mẹ mắt trợn trắng dã mà. Mẹ sợ thật, cầm lấy cầm đấy. Hello cả nhà yêu, mình đang bứt khế này. Yêu quý cô lắm cô ơi, cô cảm ơn nhá. Tao đập cho mày, mày ăn cái khế này thì mày quên sầu. Người ta gọi là đã ăn mày ăn thế tao.
chị Dung mang khế về. Chị Dung ơi. Ăn khế không hả chị gái ơi? Ơi. Đây đây đây, lốt ba quả.